Như vậy là 7 trận đấu của vòng đấu thứ 20 giải vô địch quốc gia Nai World V-League mùa giải 2023-2024 đã kết thúc với những kết quả cực bất ngờ. Trước tiên chúng ta cùng chúc mừng cổ động viên các câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Nam, Hà Nội, Thể công Việt Theo, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An. Đồng thời chia 4 nhóm 4 câu lạc bộ dẫn đầu gồm Thép Xanh Nam Định, BKMX Bình Dương, Bình Định và Công an Hà Nội. Ngoài ra nhóm cuối bảng chia buồn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Sau vòng 20 thứ tự trên bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi đứng đầu vẫn là câu lạc bộ thép xanh Nam Định với 39 điểm, đứng thứ hai là Max Bình Dương với 33 điểm, đứng thứ ba là Maryland Quy Nhân Bình Định với 31 điểm, đứng thứ tư là câu lạc bộ Công an Hà Nội với 31 điểm, đứng thứ năm là Hà Nội với 30 điểm, đứng thứ sáu là Hải Phòng với 29 điểm, cùng có 29 điểm nhưng đứng thứ bảy là Thanh Hóa, đứng thứ 8 là câu lạc bộ Thể Công Việt Theo với 27, đứng thứ 9 là Quảng Nam với 26 điểm, đứng thứ 10 là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 26 điểm. Tiếp theo là LP Bank của Hoàng Anh Gia Lai với 25 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng thứ 12 với 24 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng là Sông Lam Nghệ An với 22 điểm và đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng là Khánh Hòa với 10 điểm. Vòng đấu thứ 20 có thể nói là bất ngờ nhất kể từ khi V League trở lại sau giai đoạn phải nghỉ liên tục để nhường thời gian cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam tập trung thi đấu. Vòng đấu vừa qua bất ngờ là bởi những đội bóng chủ nhà hay những đội bóng chiếu dưới lại bất ngờ có chiến thắng và lần đầu tiên nhóm cả năm đội đang dẫn đầu sau vòng 19 cùng thua ở vòng 20. Một điều đáng tiếc là những trận thắng vừa qua của các đội chủ nhà hay đội bóng chiếu dưới không làm thay đổi quá nhiều cục diện bảng xếp hạng khiến cuộc đua vô địch vẫn thiếu sự gay cấn. Phân tích thêm chúng ta sẽ thấy ba vòng đấu gần nhất câu lạc bộ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng thép xanh đan định chỉ kiếm về một điểm trong 9 điểm tuyệt đối. Đội bóng dẫn đầu đã lãng phí 8 điểm. Những tưởng sự sảy chân của đội bóng Thành Nam sẽ là cơ hội cho nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội hay BKMX Bình Dương, thậm chí là Maryland Quy Nhơn Bình Định bứt lên để ít nhất là bằng về mặt điểm số thế nhưng bản lĩnh của những đội bóng bám đuổi Nam Định quá kém cả Công an Hà Nội, BKMX Bình Dương, Maryland, Quy Nhân Bình Định đều hút hơi ở những vòng đấu vừa qua. Trong 4 trận gần nhất thép xanh Nam Định kiếm về 4 điểm thì nhà đương kim vô địch là Công an Hà Nội chỉ kiếm về 3 điểm, họ thua 3 trong 4 vòng đấu gần nhất ở V-League. Phong độ trồi sụt cùng những sai lầm cá nhân khiến đội bóng ngành công an đá 4 trận gần nhất thì đến 2 trận họ phải chơi thiếu người do cầu thủ nhận thẻ đỏ. Với thành tích đó thì làm sao có thể đua vô địch? Có phong độ cũng tương tự là BKMX Bình Dương trong 4 trận gần nhất họ thắng một thua tới 3. Ở vòng đấu thứ 19 sau chiến thắng tương bừng 4-1 trước đương kim vô địch câu lạc bộ Công an Hà Nội thì vòng đấu vừa qua họ thua 1-2 trước Quảng Nam. Rõ ràng bản lĩnh của BK Match Bình Dương là chưa đủ để hướng đến ngôi vô địch dù chất lượng đội hình của họ thuộc hàng khủng sau khi đưa nhiều cầu thủ chất lượng về sân gò đậu hồi đầu mùa giải. Còn với Maryland, Quy Nhân Bình Định họ có lẽ là không có tham vọng hay đúng hơn là khả năng không đủ. Tuy nhiên bốn vòng đấu gần nhất họ lại kiếm về nhiều điểm nhất với 5 điểm. Tuy nhiên, đội chủ sân Quy Nhơn lại để mất điểm đáng tiếc với nhiều trận được thi đấu trên sân nhà, đặc biệt là trận thua 1-2 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu thứ 20 vừa qua, nên nhớ đội chủ sân Vinh đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng sau vòng 19. Nhìn chung sau vòng 20 ở nhóm đua vô địch, chúng ta có thể kết luận, thép xanh Nam Định không phải là đội bóng bất khả chiến bại, chưa phải là đội bóng toàn diện khi hàng phòng ngự của họ chơi quá tệ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bên phía câu lạc bộ Hải Phòng sau trận đấu với Nam Định nhận xét, hàng thủ Nam Định tệ chỉ hơn Khánh Hòa một chút. Việc nhận tới 32 bàn thua sau 20 trận đấu là con số minh chứng rõ nhất. Trong khi Nam Định thi đấu không tốt thì nhóm đua vô địch và bám đuổi là Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương lại thi đấu tệ hơn. Họ vừa kém về bản lĩnh vừa thiếu sự máu lửa và khát khao. Trong bối cảnh đó gần như chắc chắn Nam Định sẽ lên ngôi vô địch khi khoảng cách của họ với nhóm bám đuổi vẫn được duy trì với 6 điểm. Trong khi nhóm đua vô địch không có nhiều thay đổi thì nhóm đua trụ hạng lại bước vào thời điểm tăng tốc. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sau khi thay tướng đã có 3 trận bất bại, trong đó có 2 trận thắng một trận hòa nhờ thế dù đứng áp chót trên bảng xếp hạng, nhưng họ cải thiện lớn về điểm số hiện chỉ kém nhóm an toàn ở vị trí thứ 12 đúng 2 điểm. Sự bùng nổ của Sông Lam Nghệ An khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai lo lắng dù cho họ đang chơi không tệ. Cuộc đua trụ hạng sẽ rất hấp dẫn khi mà khoảng cách điểm số giữa đội phải đá play-off với top 8 chỉ là 5 điểm trong khi giải còn đến 6 vòng đấu nữa. Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, thể công Việt theo chưa an toàn thậm chí là cả Thanh Hóa khi đội bóng này đang có 29 điểm